Dạ em Thắng Phạm, xin chào các anh đang xem video ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu với các anh xem một vài món phụ kiện mũi vít với máy Milwaukee rồi nha các anh. Đấy, video này giá sẽ bao rẻ nhất thị trường nha. Các anh mình xem video và tham khảo em giới thiệu những sản phẩm. Rồi, đây em có bộ mũi vít này nè. Đó là trần trụi nè. Đó, này là cộng máy tinh luôn á các anh. Đó, bộ này thì các anh xem mua được với giá cỡ bao nhiêu ạ? Đấy, có thiện chí muốn mua thì alo đến em nha. Rồi các anh xem video và có những sản phẩm thấy phù hợp, giá cả được ok hợp lý, mua hàng liên hệ đến em có số điện thoại là 056 641 6368 nha các anh. Và số này có Zalo, hãy kết bạn Zalo với em nha, có gì em tư vấn sản phẩm qua Zalo nha. Đây là bộ vít này các anh mình đếm coi nó được bao nhiêu món nha các anh. Đó, ở đây là một nè, hai nha, hai cái này là gời ra nha các anh, hai này là gời ra nha, nó cỡ 45 món nha. Rồi bộ này trần trụi, các anh xem và có nhu cầu muốn mua với giá cỡ bao nhiêu thì alo em ha. Rồi bộ này, rồi đó, rồi bộ này thì em bán với giá là 600.000, giá 600.000 cho bộ này 45 món, nó khác cái bộ kia. Bộ này thì cái cây nó nằm ở ngoài, con này cây nằm trong, cái hộp nó cũng khác luôn. Đó, giá 600, giá này bao rẻ nhất thị trường luôn nha các anh. Đó, 600.000. Rồi, đây thì mũi phan này giá 650 các anh ơi. Nếu bán 608 này giảm giá 650. Đó là 8 mũi phan tường, phan bê tông. Bộ này gắn cho mũi bắn vít mà máy bắn vít, máy phan đều được ok. Giá 650 à. Bộ mũi phan này giá 600. Đó, mạ kẽm titanium 15 mũi chân nhục giác đó như này, giá 600 thôi, 600 nha. Rồi, rồi đây là cái cây hàng kỳ xài pin 12V, nó được sản xuất Thái Lan, made in Thái Lan, giá 1.600.000 luôn. Đó, này và giá 600. Rồi đây là cục pin hàng nguyên dĩ nha các anh, hàng nguyên dĩ này là siêu hiếm luôn. Pin lẻ thì có rất là nhiều. Pin nguyên dĩ này giá 1.300.000, giá 1.300.000 này bao rẻ nhất thị trường luôn. Đó, các anh mình xem và tham khảo cái cục pin này. Rồi, đây tiếp theo thì có hai cái bao tay. Hai cái bao tay này thì giá 180 cho hai cái nha các anh. Có nhu cầu mua thì alo em ha. 180.000 bao tay màu xanh, cúp level 3, level 1 đó, như vậy. Đây, cái này là bấm điện thoại đâu được nha các anh. Đó, cái này em có mang cái bao tay review máy phan rút lỗi rồi á. Đó. Rồi, cái này thì giá 900. Đây là em có cục pin này cần thanh lý luôn, giá 900.000, pin mẫu mới M12 Red Lithium 2 output XC5.0. Cái này giá 900, em cũng bao rẻ nhất thị trường luôn nha các anh. Đó, các anh mình xem và tham khảo, có nhu cầu mua alo em ha. Rồi, cái túi sách Makita. Đây là túi sách Makita này thì giá 190, hàng nguyên siêu luôn. Này túi sách Makita, chiều dài là 33 cm, chiều ngang là 20 cm và chiều cao là cỡ 27 cm. Cái túi này giá 190. Đó, các anh mình xem và tham khảo ha. Rồi. Rồi qua đây thì có những mũi vít. Đây là những mũi vít màu bạc với màu đen nha các anh. Đó, màu bạc với màu đen, mũi vít Milwaukee BH2. Này là hàng chính hãng Milwaukee nha. Đó, cái này là các anh mình mua là 190.000 cho 20 mũi. 20 cái, 20 cái là 190 nha các anh. Đó, các anh mình xem và tham khảo. 20 cái mũi vít là 190.000. Đó, các anh mình xem, em đây có cỡ 20-30 mũi vít nha các anh. Đó, rồi. Đó. Rồi và tiếp theo đây thì là bộ máy của hãng LED. Đây, hàng của Đức. Đây thì một máy một pin một sạc như thế này giá 2.800.000. Giá này em cũng bao rẻ nhất thị trường luôn. Đó, một máy bắn vít lực mạnh 200 N. Mã model của nó là FX1351. Lực mạnh 200 N, một máy một pin một sạc. Sạc này cắm điện 220 xài luôn. Đó, đèn báo pin đồ luôn. Đó, giá 2.800.000 thôi. Rồi, cái này cũng 2.800.000 luôn. Cái này thì giá cũng bao rẻ nhất thị trường luôn. Một máy một pin một sạc,
Nó là mã là Casno 3404-20, được sản xuất made in Mexico nha các anh. Sản xuất ở Mexico, hàng xuất Mỹ có chứng nhận COL hết. Máy này là sử dụng khoan, mũi khoan tường 6 ly, 8 ly đồ khỏe nha các anh. Đó, máy chạy đồ cũng khá mạnh rồi luôn. Động cơ motor không chổi than. Có 3 chức năng, bấn vít, phan gỗ, phan sắt và có búa để phân tường đồ nha. Có búa nha, đầu kẹp autolock 13mm. Máy này, à, một cục pin XC4.0 M12 đó, combo như hình. Cái sạc này cắm điện 220 xài nha. Rồi, một máy, một pin, một sạc giá 2.8 nha các anh. 2.8 thôi, hàng mới 100% luôn. Đó, mới luôn. Rồi, đây thì có cây bu lông này. Đầu vuông 1/2, lực mạnh là 339 N, này hàng chính hãng, mã là M12, FIVKF12, nó có mức giá là 2.6 triệu. Và có 4 cấp độ điều chỉnh lực, động cơ motor không than. Đầu vuông 1/2, giá 2.6 triệu à. Đó. Rồi, cái này, cây này là cây máy phoan, mã là 2903-20. Mẫu này đầu kẹp bằng thép autolock 13mm. Máy này là máy mới 100%. Đó, giá là 2.1 triệu. Cái này thì giá em cũng rẻ bao thị trường luôn. Giá rẻ nhất thị trường luôn. Giá 2.1 triệu nha các anh. Đó, đầu kẹp 13mm. Và 3 chức năng. Chức năng bắn vít, chức năng phan gỗ, phan sắt. Có thể phân tường được luôn. Phan gút lỗi được luôn. Và có chống, chống giặt bảo vệ cổ tay luôn nha. Chống giặt nè, chớp đèn báo tín hiệu ha. Đó, máy mới 100%. Móc treo rồi luôn, còn đẹp luôn ha. Đó, cây này giá 2.1 triệu mà các anh ơi. Giá rẻ nhất thị trường luôn. Rồi, ở đây thì một máy, một pin, một sạc, máy bắn vít, giá 2.8 triệu. Giá 2.8 triệu nha. Cái này thì mã là Casno 3453-20, được sản xuất made in Mexico, hàng xuất Mỹ có chứng nhận COLOS nha các anh. Lực mạnh là 170 N, động cơ motor không chổi than. Cái này có 4 cấp độ điều chỉnh lực, có 3 đèn chiếu sáng đâu luôn. Đó, này xài pin 4.0, XC4.0, một máy, một pin, một sạc, giá 2.8 triệu nha các anh. Giá 2.8 triệu cho bộ này, các anh mình xem và tham khảo nha. Rồi, đây tiếp theo thì có cây máy mài máy cắt cầm tay, sử dụng cò đẩy ngang hông nè. Cái cò này nó ngay cái ngón cái của mình luôn á các anh. Sử dụng thao tác đồ, tắt mở đồ nó rất là tiện lợi luôn. Máy có rabbit stop là có thắng, dừng ngay lập tức. Mà cây này được sử dụng đĩa 100 và 125 luôn, hai loại đĩa nha. Nó là hàng nhập Mỹ, có mã là Casno 2883-20, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Cây này là động cơ motor không than, này máy mới 100%. Đó, này hay nó mới là nó sẽ có nguyên hộp luôn. Rồi, cây này bu lông gốc này, giá 3.8 triệu mấy anh. Động cơ motor không than, nó là hàng nhập Mỹ, có chứng nhận COLOS, có mã là Casno 2565-20, có 4 cấp độ điều chỉnh lực, Milwaukee, đầu vuông 1/2, lực mạnh 300 N. Cái này thì giá 3.8 triệu, bao rẻ nhất thị trường luôn nha các anh. Máy chạy rồi ok, ngon lành lắm. Rồi, và cây này là cũng là cây máy mài máy cắt cầm tay, mẫu này giá 2.6 triệu các anh ơi. Sử dụng đĩa 100 và 125 luôn nha, hai loại đĩa, giá 2.6 triệu. Cò bóp phía bên dưới, bóp là máy chạy thôi, mã là Casno 2880-20. Cây này quá ok luôn, giá của nó là 2.6 triệu à. Rồi, đây là cây máy mài máy cắt cầm tay của Makita, các anh mình xem và tham khảo cây này, giá 2.2 triệu, giá bao rẻ nhất thị trường luôn. Cái này là sử dụng đĩa hệ Xlock nha các anh, xài đá 125, mua trên thị trường rất là nhiều nơi bán luôn á.
Máy này cò đẩy phía bên trên, động cơ motor không than, nó có mã là XAG25, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL nha. Mẫu này ha thì giá 2,2 triệu thôi các anh ơi, mình xem mà tham khảo nha. Rồi, tiếp theo là đây là mẫu máy bắn bu lông, mã là XVKT15Z. Ở này lực mạnh tối đa là 430 feet trên bao, cây bắn bu lông nhỏ gọn, tương đương với mã là TVK300 các anh. Cái này nè, nó có thông số kỹ thuật là siết vào là 330 Newton và mở ra là 580 Newton. Cây này giá là 3 triệu, hàng mới 100%. Giá này em cũng bao rẻ nhất thị trường luôn. Đó, còn nguyên siêu chưa khui luôn nha các anh. Đó, mẫu này đó, quá đã. Giá bao rẻ nhất thị trường luôn. Rồi, cái này tiếp theo thì cây bắn vít 40V. Đây là cây bắn vít 40V. Cây này giá 2,6 triệu rồi các anh. Mã là GVT01, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Cái này xài pin 40V 2.5A, cục pin 40V này giá 1,7 triệu và 8 cấp độ điều chỉnh lực. Động cơ motor không than, lực mạnh là 220 Newton. Đó, giá rất là ok. Rồi, cái này là bắn vít SDT16, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Có 8 cấp độ điều chỉnh lực luôn. Và cây này thì giá là 2,3 triệu. Động cơ motor không than, hàng SDT16, hàng Mỹ chứ anh. Lực mạnh là 180 Newton. Rồi, ở đây là sạc của Makita, sạc nhanh, giá 650. Rồi, và đây là pin mới nguyên siêu M18 Red Lithium 2 output XC8.0. Pin này nguyên siêu nguyên dĩ luôn. Pin này em bán cũng giá rẻ nhất thị trường luôn nha các anh. Made in Korea nha, sản xuất ở Hàn Quốc luôn. Rồi, anh xem video và tham khảo, em quay video những sản phẩm. Các anh có nhu cầu muốn mua sản phẩm nào liên hệ đến em nha. Dạ rồi, em xin kết thúc video tại đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các anh mình dồi dào sức khỏe ạ. Dạ.